Ok, anh em, chào mừng anh em trở lại channel của Kiều nhá. Thì hôm nay tôi sẽ gửi đến cho anh em một series test đêm con lông đen cũng như là con Zoro, Zoro UR anh em nhá, Zoro Santorin UR. Thì hôm nay tôi sẽ đi test quả đêm râu đen khi đã được búp mắc công, xem quả kèo này nó như thế nào anh em nhá. Búp mắc công này, đây tôi đã sắp sẵn một đội hình búp mắc công cho râu đen rồi. Nhưng mà anh em nào có một đội hình búp công được nữa thì tôi nghĩ là không có đâu. Anh em có thể inbox ở dưới comment nhá. Inbox ở dưới comment à. Thì tôi sẽ đi test đêm xem có vượt mặt được người đàn anh VNC rồi chưa không. Người đàn anh VNC rồi chưa. Thấy bảo là ngày xưa test được quả đêm là trong trận đấu là được 40 triệu là căng nhất rồi. Hôm nay tôi sẽ đi test thử xem có lên được 50 triệu không anh em nhá. Thì con râu đen này đã build đồ như thế này. Tấn công là 238k. Sát thương bạo kích là 252k. Và bạo kích là 68% anh em nhá. Để tôi đi xem lại bộ huy hiệu nào. Tốc độ này. Đây bảo kích. Ui, bộ này khá ngon anh em ạ. Bộ khá ngon nhá. Bộ khá ngon này. Đây xem sát thương bảo kích tấn công. Ui. Bộ này ngon nhất rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ đi test đêm luôn anh em này. Test đêm luôn nhá. Bây giờ tôi sẽ đi test ở trong phó bản trước, sau đó là tôi sẽ đi test ở ngoài đánh PvP anh em nhá. Đây. Chúng ta sẽ vào thí luyện vô tận trước này để đấm thử anh em ạ. Đây tôi đã sắp xếp sẵn một team búp mắc công rồi, gồm có Ivan búp công này, Kata búp 10% công cho từ hệ tứ hoàng trừ bản thân Kata, và Zephy búp 30% công. Con này để yên tôi xem lại bộ skill nào, con này búp bao nhiêu phần trăm công nhỉ? Con này búp 25% công anh em nhá. Con Zephy là búp 30% công. Còn đâu con Kata là búp 10% công cho hệ tứ hoàng trừ bản thân. Khi level 4 rồi, level 4 tăng được 15% công này, ngon phết. Ngon phết anh em ạ. Tất cả đều được cộng cộng dồn nhá. À, tất cả đều được cộng dồn chứ không không loại bỏ cái hiệu ứng mà nó bị ấy đâu. Không phải cộng dồn mà nó sẽ được cộng cùng với nhau đấy. Nó sẽ được cộng cùng với nhau anh em ạ. Nào, test. Test thử kèo anh em ơi. Rồi. Có quả cái. Kiếm cái quả kèo nó có công. A few moments later. Tỷ lệ bạo kích tăng 10% này. Ok. Choáng là con kit sắt vụn này đẹp. Đây rồi, choáng con sắt vụn rồi anh em ơi. Choáng kit sắt vụn rồi. Đùa với tao à. Choáng kit sắt vụn. Ui, Chopper nhá, Chopper chuẩn bị ra. Tướng UR ngày mai không biết là quả kèo Chopper như nào đây anh em ạ. Quả kèo Chopper ngày mai đang cực kỳ hóng, ngớ vẩn này, hồi sinh cả team. Mình bảo ra Chopper UR, anh em phát hành ra Chopper UR ngay được à. Bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 43 triệu 4 à. Ui giời, ui giết tiếp quả nữa 22 triệu 9 này. Ui xồi, ôi. Vẫn chỉ được 43 triệu 4 thôi anh em ạ. Chưa lên được 50 triệu. Chưa lên được 50 triệu ạ. À. Ui, hoài thế nhỉ. Chưa lên được 50 triệu này. Để xem nào, nó còn tăng được công nữa không. Miễn 100 sát thương. 5 triệu 2. Để xem sang round 4 là nó có được cộng công không. Hình như được cộng 2 round thôi thì phải. Vẫn 3 lần cộng công nhá. Vẫn 3 lần cộng công nhờ. Ui, giết quá 40 triệu anh em ạ. Khẹt. 43 triệu 4 chứ. Ui dồi ôi. Lượng sát thương của lông đen ở Việt Nam lớn như thế này cơ. Đây chúng ta chơi full team búp công nhá. Team búp công này có lẽ là mạnh nhất rồi. Không biết còn con nào búp công nhỉ? Shirabushi búp công nhỉ? 11 triệu 2 này. Vẫn 3 lần công nhá. Vẫn 3 lần công tăng kìa. Đây ok. Đây vẫn 3 lần công tăng để xem giết được quả này bao nhiêu. Tỷ lệ bạo kích tăng 10%. Bao nhiêu? 42 triệu 2 thôi. Ủa ôi. Ôi, 24 triệu 2 chết luôn cả team đội bạn này. Ui giời. Ôi. Lông đen ơi là lông đen. Lông đen này con tượng lý gì giết sát thương gọi là lớn
bậc nhất Việt Nam bây giờ, tôi nghĩ là thế. Nếu mà giết sát thương, lượng giết sát thương của nó ấy, test cả Yamato cũng không không có lượng giết sát thương lớn như thế anh em ạ. Tăng sát thương bạo này, quả kèo cao nhất vẫn là 44 triệu à, 44 triệu, không chưa ai test được lên 50 triệu nhỉ. 50 triệu nó mới đẳng cấp. 3.4 triệu này, ăn giảm công rồi. Bị ăn giảm công rồi anh em ạ. Bao nhiêu? 47.5 triệu. Ui. Được anh em ơi. Khả năng giết lên được 50 triệu nhá. Để xem nay có hoàn thành được thử thách 50 triệu không. 47.5 triệu ở ải 428 nhá. Ui, khét tê nhỉ. 47.5 triệu này. Đây, đại ca Chopper UD hôm nay sẽ ra mắt tướng UD nhá. Anh em cùng hóng xem bộ kỹ năng của đại ca Chopper sẽ như thế nào. Truy nã 3 triệu Belly, ngày xưa là 50 Belly. Để xem quả kèo tướng UR của đại ca Chopper khét đến mức độ nào này. Rồi, ăn cái quả giảm công một kít để kéo dài bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Ok, hóa giải rồi. Chúng ta cùng đợi xem tiếp nhá. Ui, 47.5 triệu anh em ơi, gần được 50 triệu rồi. Rít quả kèo gần được 50 triệu rồi. Khét tê nhỉ. Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu đến cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này. Đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nha. Uy tín luôn, tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian, trò chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nhá, có quả kèo đĩa này hôm qua là tôi cũng đã test khá nhân phẩm này. Quả kèo tài xỉu, quả kèo 3 cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nhá, bắn cá, các kiểu game hot mini game rất nhiều này, xổ số 3D, poker và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 này đây. Ui giời, hôm nay điểm danh nhận được 150k luôn anh em ơi. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đô thật nhá, đô thật anh em này, đổi ra được đô thật này. Đây và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú với con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhé. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp của con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR Banking, Internet Banking, các kiểu con đà điểu anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức cái con game này có thể rút được về tài khoản bank của anh em nhá. Đó rồi. Đổi thưởng là có thể rút được về tài khoản bank của anh em. Hiện tại là tôi đã nạp một củ vào rồi. Có thể rút được đây, anh em có thể thêm tài khoản bank của anh em vào, anh em mà liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây, lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây, quả này nó xem nào, cầu nhà đây, đang theo cầu tài à. Làm 50k vào xỉu nè, 50k vào xỉu để xem có kèo nhân phẩm của mình nè. Kết thúc. Cái gì? Ui giời, ăn quá dễ chơi anh em ơi. Quá dễ chơi, thế là đã có một quả kèo cáp nạp rồi. Thôi, nhân phẩm test đến đây nha. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này. Anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nha. Nếu mà anh em muốn chơi, tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok. Nó đấm cho quả chết tươi này. Đây rồi, thằng sát thương bảo. Đây nhá, quả kèo này sẽ test phát cuối là nếu mà không vượt qua được 47 triệu năm ấy, thì tôi đúng là nghĩ là quả kèo 47 triệu năm là gen cai rồi, là giới hạn của bản thân rồi. Không nên được 50 triệu, không biết là trước giờ là ông nào test được quả kèo trong đánh trong này 50 triệu chưa nhỉ? 50 triệu cho anh em comment dưới bình luận nào. Xem có ông nào đấm được quả 50 triệu quả kèo này chưa? Đây hôm nay test được tối đa là 47 triệu năm thôi. 47 triệu năm thôi anh em ạ. Một lượng sát thương phải nói là cực tởm. Một con số mà trước giờ chưa nhìn thấy bao giờ anh em ạ. Chưa nhìn thấy bao giờ. Bao nhiêu? Ví dụ giết được có 40 triệu thôi. Vắt học nó mồm rồi đấy. Giết được có 40 triệu thôi ạ.
47 triệu năm là hình như là con số là tôi chưa nhìn thấy bao giờ ở trong bất kỳ một trận chiến nào. Ở trong bất kỳ một trận chiến nào anh em ạ, kể cả đánh với máy, chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Không biết là anh em đã nhìn thấy chưa. Đâu để xem con test được một round nữa không, một round một tí nữa không. Kể con Marco nó có búp công nữa thì đẹp. Marco không có búp công à. Đây có 3 con búp công tối đa rồi. Như là tối đa kèo rồi. Kata búp công như hệ tứ hoàng. Jeffy và Ivanko búp công tổng này. Vớ vẩn ra đại ca Chopper lại còn búp sát thương bạo kích với tỷ lệ bạo kích nữa cơ. Để xem nhá, tôi nghĩ là một trong những người chơi hệ búp khủng ở trong con băng mũ rơm thì không thể nào mà búp cùi được anh em ạ. Em chắc chắn trắng không thể quên được cái trận trị liệu đỉnh cao của đại ca Chopper ở trận đánh Onigashima rồi chứ. Đại ca Chopper trị liệu gọi là mắc binh nhá. Để xem chúng ta cùng nghiến thở bóp cò để tối nay xem quả kèo mai sẽ gửi cho quả kèo review để đại ca Chopper cho anh em nhá. Đại ca Chopper này, và đây bây giờ chúng ta sẽ xem lông đen giết được bao nhiêu. Lông con nhà ông đen giết được bao nhiêu này. Lông con nhà ông đen. Ui 40 triệu 4 thôi à. Ui giờ có 40 triệu 4 thôi anh em ạ. Chirio này được có 40 triệu 4 thôi à. Khắm bẩn thế nhỉ. Không giết được lên quả 50 triệu nhỉ. 4 củ này. Sắt vụn bị choáng rồi. Để xem lại kèo nào, lại kèo. Đang kiếm đâu ra xem quả kèo Don Flamingo 11 sao. Test cho anh em xem thì khét. Kèo Don Phi khá nhiều fan đấy. Don Flamingo này khá nhiều fan hâm mộ đấy. Mức chiến kỳ này. Công tăng này 8 triệu 8. Đúng rồi, choáng được ký sắt vụn rồi. Được nha, được nha. Quả kèo này để xem nào. Lên được 50 triệu hay là không đây. Công tăng này. Búp 4 lần công luôn nha. Búp 4 lần công luôn kìa. Lồng đen đang được búp 5 lần công. 2, 4, 5 lần công nhá. 2, 4, 5 lần công luôn. Giải búp đội bạn đi. Giải búp có lợi đội bạn đi Jeffy. Mà đội bạn làm gì có búp có lợi ở đâu. Đây này, đây này, đây này. 52 triệu 4 anh em ơi, vỗ tay lên. 52 triệu 4. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Ok, chính thức hoàn thành thử thách em này nhá. 52 triệu 4. Ui. Buột. Đại hoàn hồn cái buốt. Ui. Lượng sát thương tổng nhất từ trước đến nay. Yeah. Hoàn thành quả kèo cực khét anh em ơi. 52 triệu 400 nghìn ạ. Ui, tôi đã nhìn đinh đinh quả rít. Kèo rít nó nổ rồi. Thế này lông đen khả năng giới hạn sát thương vẫn lên được 60 triệu nhá. Vẫn lên được 60 triệu ạ. Tôi nghĩ vẫn lên được đấy. Quả kèo khét thế này vẫn có thể lên được 60 triệu này. Để xem, để nhưng với lại được bút 5 lần công. Đây giảm rồi, có 29 triệu 5 thôi. Đâu đâu. Để xem tiếp với quả kèo này nào. 24, 29, để xem, nếu mà chết thì sẽ out. Đóng băng à, đóng băng tầm này có cái vẹo gì đâu. Nó đang trong đà. Bên EU đang trong đà ra cái bộ tướng Onigashima anh em ạ. Vớ vẩn đợt sau lại ra con Brock bị Frankie lên. Hôm qua tôi test có kèo Frankie anh em ạ. Ui ôi, 52 triệu tư anh em ơi. Ô, con này bị lag à? Con Tatsugi đây bị sao đấy? Trời, hiệu ứng gì đấy? Choáng cái gì này? Nỗi animation à? Ui, búp 5 lần công. Búp 5 lần công nó giết được quả 52 triệu tư ạ. Ui giời ơi, cái thử thách ngày hôm nay.
Để xem phát nữa. Để xem dít phát nữa anh em ơi. Lại kèo phát. Bọn này nó không có giảm công. Tăng thêm 20% sát thương bạo kích. Dít được quả 52.4 triệu. Tôi đố anh em tìm được quả kèo nào nó dít được cái lượng sát thương lớn hơn đấy. Khiếp thật. Khiếp thật sự anh em ạ. Một mình lông đen cần tất. Một mình lông đen là tuốt tất nha. Đây để bao nhiêu đây. Bao nhiêu đây anh đen ơi. Bao nhiêu đây anh đen ơi. 1, 2, 3, 4, 5 tấn công nhá. Anh đen vẫn đang được búp 4, 5 tấn công. Vẫn đang được búp 5 tấn công. 38 triệu 6 thôi à. Úi dồi. Nó quả kèo 52 triệu là giới hạn ngày hôm nay rồi. Úi dồi ôi, 239 triệu sát thương này. Úi dồi ôi. Khiếp thật sự. 239 triệu sát thương anh em ạ. Quá khét. Bây giờ chúng ta sẽ đi test anh lông đen vào đánh người nhá. Anh lông đen vào đấm người với cái team thế này này. Búp mắc sát thương này. Ok, bây giờ sẽ đi đấm nhau với người anh em tèo điên này. Đấm nhau với người anh em tèo điên. Để xem team búp công full nó sẽ như thế nào. Một phát tăng công của Jaffy này. Có tăng công của Katakuri rồi nhá. Có tăng công của Jaffy. Team đội bạn khá cứng đấy, con review khó chịu nhá. Tôi đang rất hóng chờ quả kéo chopper tối nay. Không biết là sẽ có quả kéo búp khục nào đây. Hiện tại là Marco và Uta đang thống trị khá lâu ở trong cái meta búp. Không biết có phải chopper phải tướng búp nữa không cơ. Bao nhiêu tăng bao nhiêu lần công chưa? 1, 2, 3, 4, 5 lần công tăng rồi kìa. Đừng khiêu khích nhá. Ui khiêu khích giảm bạo luôn. Đây rồi, tịnh hóa đây rồi. Bao nhiêu? 18 triệu 7 thôi. 18 triệu 7 anh em ạ. Nhưng mà cũng đủ để cho team bạn tuột xích rồi. Cũng đủ để cho team bạn tuột xích rồi anh em ạ. Win chặt luôn. 57 triệu 15 round không giết nổi con à. Đây. Bây giờ là sẽ test tiếp một phát nữa này. Test tiếp một phát nữa với người anh em mình điên. Trước khi chúng ta sẽ nắp con Santoriu Zoro Jima vào anh em ạ. Zoro Jima vào. Búp 3 lần công rồi này. Còn kia búp phát nữa là 4 lần công. Đây rồi. Ông Ivan tôi có ký búp công đấy. Đây rồi, 4 lần công. Búp 4 lần công. Jeffy mình đi trước. Tôi tưởng Jeffy đội bạn đi trước. Búp 4 lần công. 28 triệu 3. Ok, khét nẹt luôn. Ui, đời ơi. Lồng đèn ơi là lồng đèn. Nhìn sát thương ghê thế nhỉ. Ủa lồng đèn đội bạn cũng khét nhờ. 13 triệu 3 à. Ôi 48 triệu 10 round này. Ui, được đấy nhá. Để xem lông đen của người anh em mình manh đen này build cái gì nhá. Vẫn thế thôi, truyền thấu liên kích này. Địa chấn cuồng nộ này, ok chưa. Ok, cơ bản cũng giống y hệt. Hai bên bên này không có ấy, không có thần lực. Bên này không có thần lực. Cuồng nộ thay này, cuồng nộ thay bằng thần lực đẹp để xem nào. Ui trời ơi, bạo kích cao quá. Sát thương bạo kích tăng 3%. Ừ, cũng được, như này cũng được, nhưng mà như này thì tấn công nó hơi thấp anh em ạ. Này của người anh em mình điên, tấn công hơi thấp thì cái lượng nổ đam nó sẽ không được ổn định nhá. Lúc được lúc không. Và cái lượng sát thương tối đa nó cũng sẽ không được cao ngất ngưởng lên. Vì cái lượng sát thương tối đa của anh em dù cái lượng sát thương bạo kích nó cao đến mấy chăng nữa, nhưng mà cái lượng sát thương tối đa là dựa trên cái tấn công cơ bản nhá. Tấn công cơ bản của anh em chỉ được tầm này thì nó sẽ không được quá cao. Không được quá cao nha, 166k cũng không được quá cao. Đây nó phải rơi vào cỡ 238k đây này. Bây giờ tôi sẽ đi test quả kèo Kyutoria Santoriu. Santoriu sẽ là nhân vật chính. Santoriu sẽ là nhân vật chính này. Thì tôi sẽ đâu xem nào, đồ cái đồ xăng đâu. 2, 4, 5
246. Đây à. Đồ Yamato cần nữa à. Yamato cần. Đây. Gỡ đồ của Yamato này. Mặc được mỗi cái kiếm. Đây, chỉ cần mỗi cái kiếm thôi. Cần mỗi cái kiếm để búp. Kiếm được mấy sao đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mắc rồi. Rồi. Kiếm này tuy là khác hệ tứ hoàng nhưng mà nó khác hệ nhưng mà nó là kiếm 6 sao anh em nhá. Lượng tấn công nó sẽ ngon hơn tí. 197 này. Trang bị này. Nếu mà thử gỡ ra nhét ra. Nhét toàn bộ ở đây nè. Ô, tài nhỉ. 4833 này. À đây 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 đây, đỏ 6 sao nhân 3 trang bị nhá. Ok tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi anh em ạ. Đây nha, cứ mặc trước đã. Có mỗi con lông đen thôi. Có mỗi lông đen, ok. Bây giờ tháo thôi. Tháo trang bị của lông đen nè. Giờ tháo trang bị lông đen này. Mặc lại Yamato ấy đã. Gỡ này. Mặc lại cho Santoryu ấy. Ok. Bây giờ sẽ đổi đồ của Santoryu này. Lấy đồ của lông đen. Bỏ lông đen ra. Cho Santoryu vào. Xếp trận này. Bây giờ sẽ lấy nguyên đồ này. Đổi này. Thần lực địa chấn này. Level 4 luôn cho nó khét. Xuyên thấu cuồng nộ này. Rồi. Tốc độ level 4, ok. Lên là được 1.800.000. Bây giờ sẽ đi test. Đây nha, vẫn là team. À đâu, bỏ con Katakuri ra. Bỏ con Katakuri ra anh em ạ. Thay bằng con đây, ok, tôi hiểu rồi. Katakuri không búp công được cho con rổ nha anh em nha. Thay bằng con này vào để nó khiêu khích đi. Thay bằng con review vào để nó khiêu khích. Bây giờ sẽ đi test anh rổ 1.800.000 này. Test với người anh em Minh Điên trước. Tí sẽ đi test trong phó bản nữa anh em nhá. Đây rổ mắc kỹ năng SP và hồn nhĩ hải tặc đã gần mắc anh em nhá. Đây là khắc tinh của con. Khắc tinh của con đấy này. Khắc tinh của con gì nhỉ? Con Marco thời điểm hiện tại này. Chém chết Marco cho anh em xem này. Một mình rổ đấy nhá. Mà khả năng một mình rổ không chém chết Marco được. Chúng ta sẽ xem lượng sát thương thôi. Lượng sát thương của rổ gây ra là bao nhiêu này. Ôi khiêu khích review rồi. Khiêu khích review rồi. Khiêu khích review đội bạn rồi. Giải búp này. Giải búp này. Santori Ogi 12.1.000. Ui. Quả đấy có liên kích là chết luôn con Zoro đấy. Tôi nghĩ là chết luôn đấy. 12.1.000 à. Đến từ Santori Ogi nhá. Bây giờ đội bạn mới khiêu khích là quá muộn. Đâu. Như nào. Ba triệu sáu đấy, xoáy chưa? Ua, xoáy Marco kìa. Anh em nhìn xoáy 1.6 triệu máu, ua xoáy Marco kìa. Để xem có cắt tiết của Marco được không nhá.
triệu tư máu này, hồi triệu tư máu à. Một mình rổ em cắt tiết con Marco hay không? Marco đây 11 sao chưa? Marco 9 sao. Úi dồi ôi, nó xoáy con review này anh em ơi. Chuột xích luôn ạ. Vũ công này. Xoáy triệu tư liên kích đi. Chết ngay anh em nhìn chưa? Úi dồi ôi, bảo khắc tinh của con Marco này rồi. Úi dồi ôi, rổ xoáy kìa. Kể cả 11 sao hôm nọ quả kèo 11 sao mắc khi đang FP. Rổ này nó còn bế đi anh em ạ. Nó còn bế đi phút 1 nhá. Nó còn bế đi 1 phút 1 luôn. Phút 1 luôn ạ. Ăn quả kèo Santodil chết luôn không? Trời ơi lồng đèn. Santodil ố ghi. Rồi ôi đi luôn. Đi luôn. Bây giờ sẽ test trong thí luyện vô tận với anh rổ không nào. Xem rổ này có gây ra sát thương khét nẹt không. Rổ cho ăn review ở che đi. Ok. Tăng sát thương bạo đây rồi. 20%. Hai triệu tư rồi, 3.6 này. Ôi ôi kít ơi, nhẹ tay anh ơi, mày quá không chết, vẫn bị ăn giảm công. Dìm phú tuổi này tuổi gì? Một ăn công tăng này. Đang có 3 lần bút công nhá. Anh rổ chúng ta là bang có 3 lần bút công, để xem lượng sát thương gây ra được bao nhiêu, lượng sát thương gây ra được bao nhiêu. Santorio Ogi 19.2 thôi. Nhìn chung là cũng không thể đỉnh bằng lông đen được anh em ạ. Nhìn chung là không thể nào mà đỉnh bằng lông đen được. Đây là build max sát thương rồi đấy. Rồi. Nhìn chung là anh rổ chúng ta vẫn không thể nào đỉnh bằng anh lông đen được. Bây giờ cũng sẽ để lại đồ và đánh một vài trận xếp hạng thực chiến đấy này. Một vài trận xếp hạng thực chiến nha. Gỡ này. Mặc lại đồ cho lông đen này. Lấy đại đá có rổ này. Rổ mặc lại đồ này. Lấy lại cục đá vừa nãy này. Đây nhá, lông đen này phải là quá chất lượng. Thần lực. Thần lực này là chơi con nào cũng ngon, con tướng công nào cũng ngon. Chấn động nhá, chấn động khi anh em đã đủ lượng khỏe như này rồi. Như trước tôi phân tích đấy, là tỷ lệ bạo sát thương, tỷ lệ bạo kích là trên 55% và sát thương bạo kích anh em trên 250%, thì anh em có thể chiến hết vào quả kèo thần lực được nhá, để cho attack anh em càng cao càng tốt, càng cao càng tốt. Xuyên thấu này là bắt buộc phải có, tịnh hóa này cũng bắt buộc phải có cho lông đen. Chuyên hí chấn động này. Còn đồ haki anh em nhớ chơi hai loại haki cơ bản này để đá anh em có thể di động bất kỳ lúc nào luôn, bất kỳ lúc nào nhá. Phi này, cái đồ vào này. Bây giờ sẽ đi đánh đấu xếp hạng này. Đấu xếp hạng mùa này khét lắm anh em ạ. Mùa này khét lắm. Đấu xếp hạng mùa này khét quá. Ui Vladimir đã cho con Siki vào chưa? Ôi Siki mắc SP này anh em ơi. Chúng ta thử xem quả kèo Siki mắc SP xem như nào nhá. Ui Siki mắc SP đầu tiên ở xem vào Việt Nam trắng. Mắc SP đầu tiên ở xem vào Việt Nam trắng. Trắng sao? Một like một đăng ký kênh cho anh, ủng hộ anh trai anh già Siki nào. Ôi Vladimir này, kèo này đáng xem nhá. Kèo này lực chiến là thua khoảng cổ thôi, nhưng mà team của Vladimir chất tướng là ao hẳn luôn, ao hẳn luôn, để xem lông đen nó gây được bao nhiêu chân thương. Choáng rồi anh cậy ra đây. Chiêu hai của Siki liên kích thì cực đau, cũng được 3.1 thôi à. Thế là đồn như lời rồi. Vớ vẩn ulti của Siki lại không có liên kích cơ. Vớ vẩn ulti của Siki lại không có liên kích cơ anh em ạ. Để xem nào, Siki nó có 40% tỷ lệ lên kích rồi khi mắc kỹ năng FP. Còn đâu toàn bộ kỹ năng của đá lên kích thì nó sẽ chuyển hết vào sát thương anh em ạ. Chuyển hóa lên kích thành sát thương. Ngày trước tôi mới nghe chuyển hóa sát thương thành lượng lực thôi. Bây giờ lại cũng phải chuyển hóa lên kích thành sát thương nữa. Khét thật sự.
Chiki bị khiêu khích kìa. Để xem có tự giải được bản thân không. Giải được không? Lông đen dã trước của 5 triệu 3 này, mở bát này. Dã trước của 5 triệu 3 mở bát này. Một củ tư. Yamato. Shiki vừa bị khiêu khích à. Em không biết Vladimir ép tinh hóa chưa. Không được ulti này, chúng ta không thể nhìn thấy ulti của Shiki. Trời ơi, vẫn bị khiêu khích này. Ui trời ơi, giảm tốc khiêu khích giảm bạo. Ôi. Khẹt tê nhỉ. Ôi, như là nội tại ở con Zoro này, nó chặn búp tăng công của tất cả mục tiêu thì phải. Toàn thể địch ta không thể phản kích. Lâu trời rổ quên. Đúng rồi, nó chặn phản kích anh em ạ. Thế là vẫn chưa xem được ulti của Shiki Sang này anh em ơi. Ôi giời ơi, vẫn chưa xem được ulti của Shiki Sang mắc kỹ năng SP. Khả năng là Moon là người mắc kỹ năng SP đầu tiên Việt Nam. Sau đó đến là bác Vladimir. Còn cá kho là chưa mắc kỹ năng SP anh em ạ. Đấy là nguồn tin mà tôi nhận được. Thấy bảo là bên cụm của Moon đua top còn 1950 vé. Ôi trời, 19.500 điểm. Nó lại khét đến cái mức độ đấy cơ à. Nó lại khét đến cái mức độ đấy cơ anh em ơi. Ôi dồi ôi. Santori của tôi bị thịt luộc rồi. 6 triệu này. Đội bạn lại bị choáng kìa. Ôi giời, ngoáy cháo. Edward Weavell. Thôi, nhả kèo để cho xem ulti của Shiki nào. Úi dồi ôi, lông đen chết luôn. Ui, Shiki vẫn bị khiêu khích kìa. Ôi giời ơi. Thì cái nội tại của Shiki là khi nó vào trạng thái bị tuột xích ấy. Đây xem nào, một phát này. Liên kích bao nhiêu. Rồi, 2 triệu 4 thôi, nhưng mà vào con tanh nó còn bút cứng này thì sát thương thế nó cũng bình thường nha bạn. Khi phải Shiki nó phải vào trạng thái gần như tuột xích ấy, sắp chết ấy. Nó sẽ hồi máu ngay lập tức và nó sẽ rơi vào trạng thái hải tặc bay thì lúc đấy nó mới miễn nhiễm, mới khống chế, miễn nhiễm mới điều khiển 4 round anh em ạ. Còn nó bình thường nó sẽ không tự giải hướng cho mình được. Marco đi sau nữa thì đúng là tuột xích. Shiki Sang nhìn chung là cũng bình thường anh em ạ. Đây xem nào, 6.6 này. Căng nhờ, đạp ở 6.6 đấy. Khét, nhưng mà giết được con Marco này. Marco mắc kỹ năng SP này cũng là một câu chuyện buồn đấy. Vâng qua nào, 10 round. Shiki 24 triệu rồi, kinh 30 triệu này. 10 round đã giết được rồi. 3 con tướng đam khủng mà. Giết được, khả năng cao giết được đấy. Sốc gà này. Sốc gà chưa. Vladimir. Đâu. Xem tiếp một trận nữa là. Đâu, trận này Shiki chưa. Trận này Shiki chưa có kỹ năng SP. Đâu để xem cái lúc mà Shiki chưa có kỹ năng SP, cái lượng sát thương nó gây ra sẽ như nào anh em ơi. Đây nhá anh em, để ý Santoriu này, chém chết Marco luôn. Marco của Vladimir thì khả năng chém không chết được. Marco của Vladimir thì khả năng hơi trâu. Trâu kỹ năng SP, đạm hơi đi tiêu thôi. Marco đi trước này. Bốn triệu. Review. Thế này thì hơi lỗi nha. Review mà đi sau mà đi trước Marco, đi sau Marco bên đội bạn thì Marco bên tướng tấn công bên đội bạn không tự giải được hiệu ứng là toàn. Không tự giải hiệu ứng là toác. Toác này.
Jeffy. Lồng đen, zip cho các bạn hiểu đi. 3 triệu 7 thôi. Ôi 3 triệu 9 này. Đó, xem Tiki có được lên tích không. Ôi 417k lên tích được bao nhiêu. 3 triệu 9 đấy. Đấy triệu lên tích sau nó cũng sẽ đau. Yamato này 4 triệu 9 này. Càng đấy. Yamato mắc kỹ năng SP nó phải khác đi. À chưa mắc, chưa mắc. Lồng đen chết rồi. Rồi bây giờ sẽ đi tìm trận đấu thực tế này. Ôi gặp Thái Hổ Báo luôn, Thái Hổ Báo luôn này. Đâu để xem Santoriu kết hợp với lồng đen có chém chết Marco không. Anh em dự đoán xem có chém chết con Marco rồi không nhá. Marco là chắc là 2244 rồi. Chắc quả kèo Marco này cũng đang là 2244 rồi anh em ạ. Để xem có đúng như lời đồn khắc tinh tạm thời của con Marco này là con Zoroema không. Que veo. Không khích đội bạn đi. Odin Nitoriu này. Đây là lồng đen 28 triệu 1. Ui giời ơi. Ui nó buốt kinh khủng anh em ạ. Ui nó buốt kinh khủng tởm luôn đấy. Ôi giời ơi. 28 triệu 1 à. Ôi giời ơi. 28 triệu 1 là con Kaido của đôi bạn đi lấy kinh luôn. Đi về Tây Thiên lấy kinh luôn mà không không được chơi nhá. Bảy cụ này, ui xồi, ui. Ui ơi, lồng đèn ơi, lồng đèn. Này. Đèn lồng ơi là lồng đèn. Đúng rồi, quả kèo lồng đèn là không bao giờ làm chúng ta cháy mắt. Thế này mà tôi nghĩ là sau này Zoro Onigashima nó mà về Việt Nam thì cái lượng sát thương của nó phải đến 100 triệu thôi anh em ơi. Trời ơi. Ai, 100 triệu sát thương nhá. Ngày mai tôi sẽ đi test con Zoro Onigashima 24244 cho anh em coi. 4244 để cho anh em coi nha. Phiên bản nâng cấp của anh Zoro UR. Mà miễn tử à, mày miễn tử à. Nếu mà Mama mà để với con Marco này với nhau thì cũng bị trùng nội tại xe hát thương. Xem Santoriu của chúng ta có cắt tiết con Marco không. Santoriu mà cắt tiết được Marco à, đúng à. Đúng là Yang Eli chưa kịp ra đời thì Marco đã gặp phải đối thủ của mình rồi. Lông đen. Ui. Ui. Giết một con tanh rồi. Ui chết luôn Marco. Chưa cần phải Santoriu ra tay. Ôi rồi. Ui. Ôi rồi. Ui anh em ơi. Thái Hổ Báo này lực chiến cũng xem thôi nhá. Chứ không phải là quá thua đâu. Ui dồi, lông đen của Hello khỏe thôi. Khét thật sự anh em ạ. Đây cũng có Santoriu. Cũng có lông đen. Để xem hai quả kèo này nào. Tướng khá giống nhau nhá. Khác mỗi con Odin mấy con đấy thôi. Con Odin với con Jeffy. The Middle Kaigen này. Ở đâu bên kia có Jeffy mà. À khác con Marco với con đấy, Marco với con Odin. Bên kia là chơi Jeffy và con Jeffy và con Sabo để định cầu hòa đây mà. 1 triệu 1 thôi. Làm sao mà giết được mấy quả kèo 30 triệu được anh em. Làm tốc à. À làm tốc à. Căn video ghi này 731k rồi nhá. Sự đẹp mà hát Thái Hổ Báo này. Ui chủ lượng sát thương của con lông đen anh em nhìn chưa. Khi cái lượng attack của nó đã đạt ngưỡng 230k
và lượng sát thương bạo kích của nó đạt trên mức 250%, cộng tỷ lệ bạo kích trên mức 55% thì cái lượng sát thương của nó giết được tầm 30 củ là chuyện bình thường nhá. Trên 20 củ là vẫn là cân đường hộp sữa thôi. Trên 10 củ là quá bình thường. Tầm này trên 10 củ với lông đen là quá bình thường rồi. Tôi thấy nhiều anh em chơi quả kèo thân thể. Thân thể lại 17 triệu 3 đứt xích luôn. Nên kích 29, tôi thấy nhiều anh em chơi quả kèo thân thể và lông đen. Thực ra thì về sau thì tôi thấy những cái con tướng như con Yang Eli ấy, nó có cộng phần trăm tỷ lệ phần trăm bạo kích luôn đấy, thì anh em chơi thân thể còn được. Chứ lông đen thì bản chất nó không cộng công nhiều và cũng sẽ được bạo kích nhiều như thế, thì chúng ta phải chơi một cái lượng đam lớn. Đồng ý là anh em sẽ chơi kiểu muốn chơi kiểu công thủ toàn diện, nhưng mà như thế sẽ giảm cái lượng sát thương của lông đen đi khá nhiều đấy, tôi nghĩ là như vậy. Thay vào đó chúng ta chỉ có thể chơi quả kèo chấn động. Những anh em VIP có thể chơi quả kèo chấn động nhá. Lượng sát thương của những cái con tướng mà đã đạt ngưỡng attack, sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích như tôi nói đấy, thì chơi chấn động cực kỳ hiệu quả luôn. Phải nói là cực kỳ hiệu quả chứ không phải là hiệu quả đâu. Không ngẫu nhiên mà các top ở bên 4 server người ta chơi đâu anh em ạ. Không ngẫu nhiên là các top ở bên 4 server người ta chiến cái quả kèo chấn động đâu. Nhưng mà chúng ta phải đủ cái lượng sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích và attack ấy nhá, thì chúng ta mới chơi chấn động hiệu quả. Tôi đã phân tích trong quá nhiều video rồi đấy. Ui xùi ôi, 61 triệu đam. Khiếp quá anh em ơi. MH Thái Hổ Báo S2 Nami nhá. Đây team chính 7.999.000 này, không phải là team hàng xoàng nhá. 22224 này. Vẫn bị cắt tiết như bình thường thôi anh em. Đây có 8 triệu 2 này, gần gọi là chấm tranh nhau một tí tẹo được chiến thôi. Không đáng kể. Có kèo cưn. Để xem mà MH Thái Hổ Báo build con lông đen build gì. Lên kích này. Không chơi chấn động luôn. À hay quá. 238k. Nếu mà không chơi chấn động được xem là quả kèo này thì có thể chúng ta có thể thay được cái sát thương bạo kích tăng 36% mà. Quả kèo này thay được mỗi cái quả này thôi. Thay được mỗi cái quả này bằng chấn động thì ổn. Nhưng mà nếu mà sát thương bạo kích như thế thì nhưng mà sát thương bạo kích này hơi thấp. Đúng rồi, sát thương bạo kích này hơi thấp, chưa đạt được ngưỡng 250% thì chơi chấn động khả năng vẫn không hiệu quả cao lắm. Cái tỷ lệ bạo kích này thì rút đi khoảng 10% nhét vào đây thì đẹp. Nhưng mà chúng ta nói thì nói tẩy cái bộ đấy thì cũng hơi bị khoai đấy anh em ạ. Tẩy được cái bộ như kiểu Hello này cũng hơi bị khoai đấy. Ok, cái clip này khá dài nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Nhớ cho tôi xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ ra quả kèo chopper sắp tới anh em nhá. Bye bye anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ bên gia đình người thân nhá. Rish.